bị sợ. Hoảng sợ. Ừ, cũng có ác gì đâu. Diễn còn sâu hơn. Sâu hơn. Thì luôn hả ông nội? Ủa chạy hả? Xin chào mọi người. Và bây giờ hãy để cho thám tử đẹp trai lung linh rực rỡ lộng lẫy Hoàng Rapper nghĩ ra được một phương pháp làm sao để chơi yo-yo mà không bị xoắn não. À nhầm, xoắn dây. Với một người thông minh như tôi sẽ sử dụng những chất liệu dây như thế nào để làm sao chơi mà không bị xoắn. Đầu tiên, tôi đã ra chợ kiếm mua con yo-yo. 35.000 một con lận đó. Phải thông minh lắm. Sau bao nhiêu ngày tôi nhịn ăn sáng, cuối cùng tôi đã mua được 2 con yo-yo, tổng giá trị là 70.000. Theo như yêu cầu của khán giả gửi về thì dường như loại dây này chính là nguyên nhân làm gây ra xoắn. Cái việc xoắn khó chơi nên chúng ta sẽ không sử dụng loại dây này nữa. Đúng là cứng thiệt. Phải sử dụng một loại dây có sức đàn hồi cao, đó chính là dây thun. Tôi đã chuẩn bị rất nhiều dây thun và nhịn ăn thêm một buổi trưa nữa. Tôi đã mua được một mớ dây thun này về để có thể thắt thành một sợi dây. Dây thun hồi nhớ hồi xưa hay đi mua dây thun cho những dây dài hơn mét luôn. Thôi bệnh lại. Chắc chắn với dây này thế nào cũng chơi được mà. Nhảy dây còn được, nó chưa vô. À, có khi chơi này còn ảo hơn là chơi cái dây kia nữa. Ha, tay ta như vậy mới là gọi là chuyên nghiệp nè. Nè. Tại cái dây nó dài quá thôi. Lại. Chắc dài quá, cắt bớt. Không sao, từ. Chắc vừa rồi đó. Hay. Nghe không? Quý vị có nghe gì không? Nghe nó xoay không? Ồ, nó bắn này. Ồ. Kính thưa quý vị, đây chính là một trò chơi rất bổ ích. Khi các bạn cảm thấy mệt mỏi, chóng mặt, buồn nôn, nhức đầu, hãy nhìn vào đồng hồ có lắc này. Chúng ta hả? Cỡ thấy đấy à? Có người mấy người ảo thuật bằng cái trò này luôn á. Đó, anh phải làm gì thì cái cửa mới kéo lên, thấy không? Cái cửa giống như có mật khẩu vậy. Cứ ngoài mình người đứng kế bên bấm. Anh ơi, anh Hoàng ơi. Hả? Dạ, anh ơi, sáng thôi. Đầu tiên cho anh hỏi, con yo-yo này là chuẩn cho em? Đẹp không? Dạ đẹp. Bây giờ anh mới chế này dây thun được không? Dạ được, thì nó sẽ đưa vô bộ môn mới là dây thun yo-yo. Dây thun yo-yo? Ủa? Vậy là không ai chơi yo-yo bằng dây thun hả? Thì đúng rồi. Tại anh nghĩ đó, dây thun nó giãn nè, nó không có xoắn dây nè. Búng tới đầu nó bay tới đó luôn á. Cái dây này nó thun nó sẽ có sự đàn hồi là sẽ vô mặt chắc đau hơn. Vậy luôn hả? Dạ vâng. Ghê vậy. Rồi vậy thôi mình bỏ thun ra bên đi. Con yo-yo này nhiêu em? Mỗi con mỗi giá khác nhau mà trung bình giá là từ 950 trở lên nè. 35.000. Con này bữa kỳ đó. Nè nó 35. Thì bây giờ Thủy Thanh cho nhiêu tiền thì mua như đó thôi. Có 2 triệu mấy. 35.000. 2 triệu mấy. Sao chênh lệch dữ vậy? Trời ơi. Nó khác gì đâu chênh lệch dữ vậy? Tai dễ sợ luôn nha. Con xịn với lại con dởm nó khác nhau. Mà anh cũng có tìm hiểu trên mạng về một số kiến thức của yo-yo cũng như lịch sử của nó, nhưng mà nó vẫn chưa nhiều lắm á. À, em có thể hướng dẫn cho anh nó kỹ càng hơn. À, dạ, thì tại vì thường nếu anh muốn thì em có là làm về một cái lịch sử về bộ môn yo-yo. Ghê vậy cho anh tham khảo. Trời ơi, chú đáo ghê không? Tôi mời đến đây rồi in hẳn tài liệu cho tôi làm phao luôn hay gì nè. À, về nguồn gốc thì còn rất nhiều tranh cãi, nhưng mà theo nhiều tài liệu cho thấy thì xuất phát của bộ môn yo-yo chính là từ Philippines. Đây chính là một vũ khí để săn bắt những con thú ở trên cạn. 500 năm trước công nguyên thì yo-yo phát triển tại Hy Lạp nè, xuất hiện tại đây. Và một số người lại cho rằng Hy Lạp mới chính là người phát minh ra yo-yo. Ở Athens, Hy Lạp. Như vậy chứng tỏ bộ môn này đã xuất phát từ rất lâu, 500 năm trước công nguyên, rồi bắt đầu du nhập đến châu Âu. Tại nơi đây, người ta gọi môn yo-yo là một cái tên khác với tên gọi là Pandalore hoặc là Quiz, và nó phổ biến nhất là ở giới quý tộc người Pháp thời điểm bây giờ. Rồi đến năm 1860, yo-yo lại xuất hiện ở Mỹ. Và một năm 1866 thì một bằng sáng chế được trao cho ông James Haven và Charles Hattrick về một món đồ chơi mới được sáng chế ra,
Một đồ chơi được hình thành từ hai mảnh kim loại được ghép với nhau bởi một cây đinh tán kim loại ở giữa. Và đó chính là con yo-yo kim loại đầu tiên trên thế giới. Cái là yo-yo, cái cấu trúc con yo-yo là theo đúng như là sử ghi là đây là một bên là con yo-yo mà con ốc gắn vô một bên của yo-yo. Lý do mà bị sấn dây là do khi mà anh chơi một cái kỹ thuật nào đó mà chơi khoảng chừng 10 phút hoặc là một cái combo vào đó thì cái dây nó sẽ tự động nó xoắn lại, để nó hoạt động cái dây xoắn lại rồi mình sẽ tháo ra và mình sẽ đẩy rồi mình sẽ kéo dây đường xuống. Kéo dây. Dạ vâng, và nó hết xoắn. Là nó hết xoắn. Dạ vâng. Em có làm mẫu thử cho dạ, anh coi thử đi. Thế ví dụ đây giờ sẽ dây nó xoắn rồi nè. Khi tụi em chơi tụi thấy xoắn dây thì tụi em sẽ để cái ngón tay này tụi em kéo lên cho nó có cái đường lõ bên trong và nó hơi xoắn rồi. Còn dân chuyên nghiệp ta làm vậy đó. Hay ha. Trời ơi, phải tập luyện dữ lắm nha. Ừ. Ồ hay vậy. Mà cái vô nó vẫn xoay nha. Cứ xè đã lắm. Ủa, xoay kìa. Trời ơi, vậy luôn đó. Wow, chuyên nghiệp quá. Đây là con bự hơn nữa. Bự chà bá nè. Ủa sao nó lắc được vậy anh? Tại vì nó rời hả? Nó rời. Vậy. Ôi trời ơi. Cái gì vậy? Ủa tôi nói là khúc này phải cắt đi mà. Không có ba nhà nó khó làm lắm. Chị không có tâm với anh. Cầm cái con chịu mấy nó làm dễ hơn. Tiếp đi, cứ tiếp đi. Ủa vậy thôi ạ? À?